Rồi, chào anh chị, thì lại mình đây anh chị. Thì trong mấy tháng nghỉ dịch vừa qua thì cũng có rất nhiều anh chị em mình nghỉ ở nhà, thì mình cũng rảnh rỗi thì mình có nghiên cứu nhiều về xe và cũng có đặt cho em nhiều câu hỏi. Thì trong đó có một cái câu hỏi mà em nhiều khi là em trả lời tin nhắn hoặc là em comment á, thì nó cũng không có hết cái ý nữa. Đó là cái câu hỏi rất nhiều anh chị mình hỏi là làm cách âm cho xe Suzuki SL7 này có hiệu quả hay không. Đó, thì hôm nay em sẽ giải thích cho anh chị về vấn đề làm cách âm xe và cách âm xe là gì, nó là như thế nào. Rồi. Thì đối với một chiếc xe du lịch 7 chỗ hạng phổ thông, giá chưa lăn bánh đó anh chị, cái giá mà nhà máy bán thôi á, là giá trị chiếc xe á, là chưa đến 600 triệu. Thì cái việc mà cách âm anh chị thì nó cũng chỉ là một phần nào, nó theo văn khúc thôi anh chị, nó cũng không có thể gọi là mình đòi hỏi được cái cách âm tốt trong cái tầm tiền mình bỏ ra được như thế. Theo em á, thì xe hơi ở Việt Nam thì cách âm tốt á, thì nó sẽ thuộc vào những cái dòng xe mà có giá trị khoảng trên 1 tỷ rưỡi đổ lên thì anh chị mình mới đòi hỏi được cách âm. Còn cái xe dưới thì mình chịu thôi anh chị, chủ yếu là mình bắt nhạc lên cho nó lớn một chút xíu để mình lấy cái tiếng nhã, mình át cái tiếng âm thanh cho nó dễ chịu chút xíu. Với xe này bắt buộc mình phải chịu là nó ồn rồi, tại vì xe rẻ tiền anh chị. Đó, rồi vấn đề phân tích về cách âm, thì cách âm xe ô tô thì theo em cái này nó không có sách vở đâu nha anh chị, cái này là theo kinh nghiệm của em đi xe và theo trải nghiệm của em thì em nhận biết được là cách âm xe ô tô nó sẽ không phải là nó là đơn thuần là cách âm thôi, mà nó sẽ chia ra là gồm 3 loại cách âm. Loại cách âm thứ nhất là cách âm với môi trường. Cách âm với môi trường là như thế nào? Cách âm với môi trường là anh chị đang ở ngoài nó ồn nè anh chị, mình mở cửa, mình vô xe, mình đóng cửa là một cái lã trong xe mình sẽ không nghe được tiếng gì ở ngoài môi trường hết. Đó, đó là cách âm với môi trường. Cái đó là cái thứ nhất. Cái cách âm thứ hai là cái cách âm động cơ anh chị. Khi mình ngồi trong thang lái, mình tăng tốc vượt xe, thì nếu mà cách âm động cơ nó tốt thì mình sẽ rất ít nghe được tiếng động cơ nó lọc vào trong xe. Đó, còn nếu mà cách âm kém thì mình sẽ nghe tiếng động cơ ồ nó lọc vào trong xe. Cái đó là cái cách âm thứ hai. Và cái cách âm thứ ba là nó đến từ cách âm gầm xe anh chị. Thì cách âm gầm xe thì nó sẽ ảnh hưởng bởi cái dàn lốp này, dàn sắc xi, khung gầm cũng như là hệ thống treo. Đó. Đó, thì anh chị mình nghe đến đây thì anh chị mình cũng nhận biết được là cái cách âm nó như thế nào rồi anh chị ha. Rồi. Và cái mà để ảnh hưởng tới cách âm đó thì nó sẽ bao gồm những cái thứ như sau. Đây anh chị, thứ nhất á là nó sẽ bao gồm về phần khung vỏ sắc xi anh chị, đây. Khung vỏ sắc xi. Đó, và những cái cấm, những cái tấm cách nhiệt như thế này nè, cách nhiệt cách âm, đây là cũng là cái tấm cách nhiệt cách âm này anh chị. Đó, thì những cái tấm này ở những cái dòng xe xịn á thì nó xịn thì cách âm nó sẽ cao lên. Đó, còn ở những dòng xe phổ thông thì nó chỉ là bình thường thôi anh chị, nó mà không thể nào mà đòi hỏi được hết. Đó, thì nó liên quan rất nhiều thứ. Đó, về to nhỏ nè, rồi về hệ thống sắc xi khung gầm nè anh chị, về hệ thống phuộc. Đó, thì nếu mà xe của mình á là xe mắc tiền, anh chị xài phuộc liên kết đa điểm, đó thì nó sẽ im hơn là cái phuộc thanh dầm sẵn của những cái dòng xe phổ thông này. Cái đó là một cái mà mình không thể độ được. Đó, rồi cái thứ hai là liên quan tới cách âm gầm, thì là cái dàn lốp xe này anh chị. Đó, thì ở Suzuki SL7 sử dụng cái vỏ đanh lốp nè, thì là cũng là thuộc dạng ok anh chị, xịn nó cũng không xịn nhưng mà giảm thì không giảm nha anh chị. Đanh lốp là một cái vỏ xe có thương hiệu, và anh chị mình muốn đi im ở bốn cái vỏ xe này nó ít phát ra tiếng động, thì anh chị mình bơm đúng ký theo với lại cái thông số nhãn lực tiếng cáo trên cái cánh cửa bên tài. Đó, còn anh chị nào mình muốn im thêm nữa thì anh chị mình thay lốp xịt, ví dụ như là Michelin hay gì đó anh chị, nó thì nó sẽ tăng cái độ cách âm lên. Đó, rồi một phần nữa là sắc xi khung gầm, thì ở những cái xe Nhật và xe Hàn thì sắc xi khung gầm nó sẽ không bao giờ được như những cái xe Đức. Đó, để nó tăng cái độ cách âm cho mình. Đó, đó là về cách âm khoang lái và cách âm gầm. Rồi, về cái cách âm môi trường, nó thì về cách âm môi trường thì ảnh hưởng rất nhiều về tôn vỏ anh chị. Đây, về tôn vỏ thì thật sự tôn vỏ ở Suzuki SL7 á, nói dày thì nó không có dày anh chị, xe lẻ không dày được, nhưng mà nói mỏng á thì nó cũng không mỏng như một số dòng xe Nhật khác. Có những dòng xe Nhật khác rất là mỏng anh chị, nhấn vô là nó húng luôn, còn cái này là không có. Rồi, thêm một phần nữa là kính anh chị. Đây, những cái dòng xe mà cao cấp cách âm nó cách âm tốt anh chị thì kính nó rất là dày, hoặc là kính nó là kính hai lớp. Nó còn cái kính của mình ở đây là nó mỏng, tại vì do xe rẻ tiền và nó chỉ có một lớp thôi. Đó, thì nó sẽ không có cải thiện cách âm nhiều được. Đó,
thì đó là những cái vật tư vật liệu ở trên xe để nó quyết định đến vấn đề cách âm của xe đó. Thì nhiều anh chị mình em thấy độ cách âm như là anh chị mình bọc thêm lớp ở dưới sàn, rồi anh chị mình làm cách âm ở trong cấp ly cửa đó, là anh chị mình làm bọc trần đó, và thậm chí anh chị mình phủ gầm để tăng cách âm đó. Thì theo em những thứ đó nó không làm tăng được cách âm bao nhiêu hết nha anh chị, nó không làm tăng được cách âm bao nhiêu hết. Thì theo như em phân tích với anh chị á, thì cách âm nó liên quan rất nhiều thứ, về sắc xi, về vỏ lớp, về khung gầm, về hệ thống treo đó, về tôn vỏ và về kiến. Thì các bạn mà mình bọc thêm một số lớp để mà tăng cách âm trong cái kính cửa này hay là dưới sàn xe thì nó không tăng được cách âm bao nhiêu hết. Và đặc biệt những cái loại cách âm nó có thể dẫn đến tiền mất tật mang khi mà anh chị mình lọc mấy cái cách âm vô đây nè anh chị, nó vô trong cái tắp bi này nè, thì một thời gian nắng nó sẽ chiếu lên cái cửa này nó nóng, thì cái đó nó sẽ chảy ra và ăn vô tôn là một cái xe của mình luôn nha anh chị, và cách âm nó không tăng được bao nhiêu cả đó. Anh chị mình muốn cái xe mình cách âm tốt hơn thì anh chị mình đổ lo để anh chị mình bật âm thanh nặng lấn át cái tiếng ở ngoài là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái cách bật âm, cái cách mà tăng cách âm hiệu quả nhất là anh chị mình cân áp suất lớp cho bốn cái bánh xe nó đúng như là ở trên cái cửa mà nhà sản xuất người ta yêu cầu, là cái âm ta, cái cách âm gầm á, từ bánh xe nó dội lên á, nó sẽ giảm rất là đáng kể. Nó em nói nhiều khi anh chị mình không tin, nhưng mà anh chị mình hãy thử về làm thử, là ở cái dòng xe SL7 này nhà sản xuất khuyến cáo là bốn cái lớp này mình bơm đều 2kg cho bốn bánh, khi đi tải từ bốn người đổ xuống là đi 1, 2, 3, 4 người anh chị đó, thì là 2kg đó. Thì anh chị mình không tin em nói thì anh chị mình có thể thử là bằng cách bơm cái bánh xe anh chị mình bơm lên khoảng 2,3 kg, 2,5 kg đi, hoặc thậm chí 2,2 kg cũng được đó. Anh chị mình đi bốn người rồi ở một đoạn đường giống như trang nhau nha, anh chị mình cảm nhận cái độ hồn từ cái lớp vọng lên, xong rồi sau đó anh chị mình xả về đúng 2kg hoặc là 1,9 kg non hồi chút xíu, thì anh chị mình đi em đảm bảo với anh chị nó êm hơn rất là nhiều, rất là nhiều luôn, cảm nhận nó khác biệt rất nhiều. Tại vì cái đó là thực tế của em đi rồi nên là em cảm nhận rất là tốt đó. Thì anh chị mình cứ làm thử đó. Còn những cái mà độ cách âm tại những cái gara, tại những cái sở dịch vụ, thì cái đó thì theo em là không nên làm anh chị. Nếu mà làm đúng kỹ thuật thì nó tăng được phần nào thôi, còn nếu mà làm sai kỹ thuật, làm sai vật liệu thì có thể dẫn đến tiền mất tật mang. Vì rất là nhiều, em thấy rất là nhiều anh chị mình chia sẻ diễn đàn là anh chị mình làm cách âm 3M, thì em khẳng định lại với anh chị mình một lần nữa là 3M tại Việt Nam không sản xuất và kinh doanh vật liệu cách âm. Toàn bộ vật liệu cách âm có in chữ 3M ở trên đó đó anh chị, toàn bộ là đồ điểu, đồ giả từ Trung Quốc nhập về, và khi ốp vào mấy cái này thì có nguy cơ là nó sẽ bị chảy ra và làm mục xét luôn nguyên cái cánh cửa của mình. Rồi thì anh chị nào mình có những câu hỏi gì nữa hay là có thắc mắc gì thì liên hệ mình số Zalo mình để trên màn hình để mình có thể chia sẻ được với anh chị mình. Rồi một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị ạ.